Thưa quý vị, định hướng giúp cho học sinh quý trọng công việc đồng án và có trách nhiệm với quê hương cộng đồng, trường trung học phổ thông Cần Duột đã triển khai lòng ghép đưa giáo dục nông nghiệp vào chương trình hướng nghiệp. Đây là tiết dạy trồng cây và nhân giống cây trồng. Các em được dạy những kiến thức và kỹ thuật cơ bản để gieo hạt, chiết cành, dâm cành và ghép cành. Ngay sau khi học lý thuyết, các em sẽ ứng dụng vào hoạt động gieo hạt rau muống trong nhà lưới, bón phân hữu cơ, dâm, chiết sung mỹ, ghép hoa giấy buổi học thực hành tạo cho các em nhiều hứng thú với môn học. À, giờ trong buổi hôm nay thì thầy Tình đã dạy cho em cách uh, gieo uh, dăm và chiếc cành. Thì trước đó thì em không có uh, đam mê với thực vật lắm nhưng mà sau những cái buổi học hôm nay thì em cảm thấy là uh, mình thích cái môn học này và sau này thì em uh, dự định là sẽ mở làm một cái vườn giống như là thầy Tình là giáo viên tâm huyết với nghề, thầy Lê Trọng Tình, giáo viên môn sinh học đã tận dụng khu vườn 1.200 mét vuông của mình để làm mô hình khu trải nghiệm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp dành cho học sinh trung học phổ thông tại địa phương. Mô hình này đạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2022-2023. Ở mô hình này thì mình đã hoạt động được 3 năm rồi, thì hình thành năm 2020 thì qua cái cái thực hành này thì mình thấy là sau khi kết hợp với lý thuyết dạy trên lớp thì mình kết hợp với thực hành thì các em sẽ được trải nghiệm tốt hơn khi ở lúc mà các em thực hành thì mình sẽ thấy các em sẽ có những cái sai những cái sai những cái chưa đúng thì mình sẽ chỉnh sửa lại ngay lúc đó thì từ đó các em có thể hình thành được các kiến thức và sẽ tự tin hơn khi mà làm các hoạt động sau tiếp theo sau dưới sự hướng dẫn của thầy trọng tình học sinh trong câu lạc bộ sáng tạo khoa học kỹ thuật của trường đã đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2020-2021 với mô hình máy cung cấp thức ăn thủy sản có thể thấy đưa giáo dục nông nghiệp vào chương trình hướng nghiệp là một trong những giải pháp hữu hiệu để từng bước giúp học sinh tiếp cận với nền nông nghiệp thông minh chuẩn bị cho một nguồn nhân lực thế hệ mới trong phát triển nông nghiệp